Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc lọc thùng đủ 3 tiêu chí ngon, bổ, rẻ thì lọc kế của Happy Aqua là một sự lựa chọn rất hợp lý dành cho bạn. Nó có hai size, có thể dùng được cho bể từ 60 đến 1,2. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng lọc kế của bên mình. Với lọc phí 140 thì chứa được tầm 2 kg sữa lọc. Đầu tiên mình lắp tròn cao su vào, rồi cho khoảng 1 kg sữa vào trước. Sau đó là lớp bóng lọc. Cuối cùng là cho hết phần sữa lọc còn lại vào. Trước khi mồi, chúng ta sẽ lắp ống in vào trước. Tiếp đến là công đoạn mồi nước. Sau đó đổ đầy nước vào lọc. Cuối cùng chúng ta đậy nắp lọc lại và chú ý đầu in và đầu out ở cùng một phía. Nghiêng và lắc nhẹ để đảm bảo nước đầy lọc. Nếu thấy nước vẫn chưa đầy thì đổ thêm nước vào đầu out cho đầy. Rồi lắp ống out và cắm điện là xong. Anh chị em nhanh tay liên hệ Happy Aqua để được tư vấn sai lọc phù hợp nha. Xin chào và cảm ơn mọi người đã xem.